Tháng này là bên Kiều chạy chương trình rất là nhiều nha. Ad 155 là bên xuống, em đang xả đúng không? Xuống giá mà Kiều muốn muốn xây bóng gà luôn nha các bạn nha. Bạn nào riêng 155 nha, mua liên hệ Kiều, không giá không rẻ hơn tất cả bình dân này. Kiều chịu gì Kiều cũng chịu nha. Có nghĩa là giá nào cũng bán hả? Giá nào cũng bán luôn. Kỳ vậy. Trời ơi, Kiều lên nè, khách hàng mà lên cứ liệt liên hệ Kiều nha. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe bay giá rẻ. Trong clip này mình sẽ làm một clip tổng hợp cho anh chị và bạn. Cũng lâu lắm rồi các bạn mới gặp lại Kiều. Thì Kiều sẽ báo giá tổng hợp một tí cho anh em. Ví dụ như Vario 125 này, Exciter 150, 155, MS King này, Sonic GTR, Vin X và Vision luôn. Thì anh em nào mua những cái dòng nào thì mình chịu khó mình tham khảo kỹ trong clip này. Đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có em Kiều, sẽ hỗ trợ giới thiệu của em. Mời Kiều ạ. Hello, xin chào các bạn ha, lại là Kiều đây ha. Cảm ơn các bạn đã click video của Kiều nha. Hiện tại là Kiều đang đứng ở cửa hàng xe máy Khải Quang, địa chỉ là 16/23 Bình Quế A, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương nha. Rồi, hôm nay Kiều sẽ báo giá sơ về cho các bạn những cái dòng xe đang cực kỳ hot bên Kiều luôn nha. Và ngoài ra bên Kiều có bán rất là nhiều dòng xe luôn, nên là anh chị nào có muốn mua dòng xe nào thì cứ việc nhắn tin cho Kiều, Kiều sẽ hỗ trợ báo giá tất cả các dòng xe luôn ha. Và ngoài ra Kiều sẽ hỗ trợ tiền xăng thêm cho anh chị là 1 triệu ha. Nên là cứ việc lên cửa hàng Kiều sẽ hỗ trợ, anh chị muốn lấy tiền mặt thì lấy, còn muốn trừ vào giá thì trừ nha. Và kèm theo nhiều phần quà hấp dẫn nữa. Dạo này thì Kiều nghỉ thời gian vì công việc gia đình mới vô lại, nên là anh chị nào mua xe xem thì nhớ like, chia sẻ ủng hộ Kiều nha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn ha. Đợt trước là cũng được anh chị và bạn uống Kiều lên clip thì anh chị và bạn ủng hộ nhiều lắm. Dạ đúng rồi. Kiều bán bóng thôi chắc tầm tháng rưỡi gần. Không được rồi, mới một tháng hà, mới một tháng thôi. Dạ. Một tháng thôi. Nên là anh chị nào nhớ coi thì nhớ like, chia sẻ ủng hộ Kiều nha. Rồi. Ok. Rồi, cái bên Kiều là một em Vario. Nói về dòng Vario 125 mẫu 2023 này, bên Kiều gọi là best seller rồi các bạn à. Nói chung là bên Kiều bán dòng Vario rất rất là nhiều luôn. Tại vì bên Kiều nhập là nhập lô rất nhiều luôn, là giá sẽ xẹp rẻ hơn tất cả các chỗ khác nha. Có nhiều anh chị hỏi là tại sao bên Kiều giá rẻ hơn. Thì đúng là giá rẻ hơn rất nhiều nha. Tại vì bên Kiều là nhập lô là vô sỉ rất là nhiều luôn. Còn những chỗ khác nhập nó lẻ thì đương nhiên sẽ cao hơn bên Kiều ha. Rồi, cái bên Kiều là một em màu trắng nha. Bản này là bản khóa thông minh, thì khóa thường á, bản zin á, màu zin thì khóa thường bên Kiều giá bán chỉ có 37 triệu thôi. Còn các bạn mà mẫu khóa thông minh mà màu zin á thì là 39 triệu. Còn các bạn lên màu 3D thì cứ thêm cho Kiều 1 triệu là được nha các bạn nha. Rồi, khi mà các bạn mua muốn lấy màu 3D thì nhớ nhắn tin địa chỉ, số điện địa chỉ là làm biển số ở đâu để Kiều coi thử là có làm biển số, có làm màu đổi màu được hay không nha. Có nhiều chỗ cho đổi màu và có nhiều chỗ không cho đổi màu nha các bạn nha. Nhớ nhắn tin, giờ Kiều sẽ tư vấn rõ hơn ha. Rồi, em này là em màu trắng nha các bạn nha. Trắng này là trắng 3D nha các bạn nha, không phải là trắng zin nha. Tại vì cái màu nó sản xuất là trắng nhám, là màu zin. Còn bên Kiều lên trắng 3D tại vì có khá nhiều khách hàng yêu cầu lên trắng 3D ha, nên là bên Kiều sẽ lên màu trắng bóng cho các bạn luôn ha. Mẫu này hiện tại dao động khoảng tầm 40 triệu cho các em này nha các bạn nha, tại vì trắng là trắng màu nè. Màu bạn này là thêm đẹp lắm, màu zin nó, dạ, màu nhám cũng đẹp, nhưng mà màu bóng này rất đẹp. Tại vì Kiều quay nha, anh vì anh quay là đã máy là ok, khi mà khách hàng coi ở ngoài là càng ok hơn nữa nha các bạn. Đúng nha. Rồi. Rồi mẫu này. Và so với cái dòng này mua góp á, thì các bạn đưa cho khoảng tầm từ 2 triệu thôi là góp được nha. Thủ tục cũng cực kỳ đơn giản luôn, là chỉ cần chứng minh nhân dân nè, hoặc là căn cước công dân thôi. Còn ví dụ như anh chị nào mà còn sổ hộ khẩu thì mình đem theo hộ khẩu nè, bảo hiểm y tế hoặc là bằng lái xe thì để đem theo luôn để Kiều hỗ trợ cho các bạn từ có lãi suất thấp nhất nha các bạn nha. Rồi. Và so với cái dòng này, nếu mà anh chị nào muốn lấy cà vẹt gốc chỉ cần đưa trước 10 triệu thôi, Kiều sẽ hỗ trợ cà vẹt gốc cho anh chị ngay tháng đầu tiên. Okay. Luôn nha các bạn nha. Cứ mang 10 triệu tao lấy. Dạ đúng rồi, cứ khách hàng của Kiều, Kiều sẽ hỗ trợ tối đa luôn. Nên là anh chị nào ví dụ, tại vì thường thường là bên Kiều bán, nhưng mà bữa giờ Kiều nghĩ nhưng mà cũng bán rất là nhiều nha, tại vì có anh chị đã mua rồi mà dắt người thân rồi lên mua nữa. Bên Kiều tháng rồi thì Kiều nghĩ cũng bán khá là nhiều đó. Rồi. Okay. Rồi. Cái bên là mẫu này là mẫu cũng là bản khóa thông minh luôn, nhưng mà em này là em lên màu xanh nha các bạn nha. Cái đây là xanh xi măng nha các bạn nha. Mẫu này, cậu này hiện tại giá cũng là 40 triệu luôn nha các bạn nha. Tại vì cái lên màu nè, lên màu xanh xi măng nè. Và ngoài ra bên Kiều có lên rất là màu xanh, lại bên Kiều lên theo màu yêu cầu á. Ví dụ như anh chị nào muốn yêu cầu màu nào nữa thì cứ việc nhắn tin cho Kiều, Kiều sẽ lên màu khoảng tầm từ 2 tới 3 ngày là sẽ có màu nha. Rồi. Rồi đây, màu này là màu zin nè các bạn này, xanh là xanh nhám nè, màu zin của nó xanh nhám, đen nhám và trắng nhám, nó sẽ có 3 màu nha các bạn nha. Còn chìa khóa nó sẽ có màu đen bóng và đỏ bóng nha. Màu nó sẽ xuất ra 5 màu ha. Màu này là màu xanh nhám có thông minh nè. Thì mà giá em này chỉ có giá là 39 triệu cho các em này thôi nha. Rồi, và mua góp thì đưa trước cũng 2 triệu luôn. Cứ bạn nào còn ví dụ như anh chị nào mà đang khó khăn về tài chính thì cứ việc nhắn tin cho Kiều, Kiều sẽ hỗ trợ tối đa cho anh chị luôn ha. Rồi. Đây, một đây là màu xám nè, này là màu xám xi măng, xanh xi măng, xám xi măng nó khác nhau nha. Cái này là màu xám nè, xám xi măng nè. Giá em này nè, hôm nay thử móc thử. Này cũng khóa thông minh luôn. Giá em này là 40 triệu nha. Này các bạn thấy không? Màu thì cứ quá trời màu, cứ thêm một màu 3D là cứ thêm 1 triệu cho Kiều nha. Này, hoặc là màu 3D là cứ thêm 1 triệu nha.
Còn đặc biệt là sáng trái bánh tím nè. Còn này, này là bánh lơ bên kinh Kiều. Khủng luôn luôn. Cứ lên màu lên lúc nào là bán lúc đó các bạn nha. Hầu như khách hàng của Kiều là mua màu này xong là trước sau mua iPhone 14 nha. Nên là anh chị nào muốn đổi iPhone 14 rồi đổi chiếc xe luôn. Qua ngày sau có con ghế luôn nha các bạn nha. Rồi. Mẫu này là hồng Barbie dành cho những cái chị dịu dàng, xinh xắn dễ thương nha. Còn anh nào muốn thêm muốn lấy hồng thì cũng được luôn. Mẫu này cực kỳ đẹp luôn nha các bạn nha. Màu thì bên Kiều có khá là nhiều màu ha. Đây, màu đen nè các bạn, đen là đen zin nè các bạn. Giá đen này là 39 triệu nè. Chứ màu zin là bên Kiều 39 triệu ha. Thêm màu 3D thì mới 1 triệu thôi ha. Rồi. Màu này, cam này, vàng nói chung là bên Kiều rất rất là nhiều màu luôn các bạn thấy không? Kể cả quý một hoàng đây rồi trong kho nữa. Rồi. Nè. Rồi nhưng mà nên là cứ việc là nhắn tin ví dụ như là muốn coi màu thì Kiều gửi hình qua nha. Còn ví dụ như không thì mình lên chọn màu luôn ha. Rồi. Đây. Và so với mẹ ảnh 155 thì bên Kiều cũng đang chạy chương trình nha. Tháng này là bên Kiều chạy chương trình rất là nhiều nha. Ảnh 155 là xuống, đang xả đúng không? Xuống giá mà Kiều muốn muốn xanh bóng ngà luôn nha các bạn nha. Bạn nào riêng 155 nha, mua liên hệ Kiều. Không giá không rẻ hơn tất cả bình dân này, Kiều chịu gì Kiều cũng chịu nha. Có nghĩa là giá nào cũng bán hả? Giá nào cũng bán luôn. Kỳ vậy? Trời ơi, Kiều lên nên khách hàng mà lên cứ liệt liên hệ Kiều nha. Kiều bán giá bảo đảm là rẻ nhất cái bình dân này. Không có chỗ nào rẻ hơn luôn. Kiều dám đảm bảo như vậy luôn nha các bạn nha. Rồi. Và nè F155 màu đó hiện tại các bạn coi là cái màu xám cam, màu là màu hot nhất trong các năm vừa rồi luôn nha các bạn nha. Màu đã bỏ mẫu rồi nhưng mà bên Kiều còn lại vài chiếc cho các bạn nha. Riêng bạn nào muốn mua màu này hiện tại giá em này là 44 triệu. 44 triệu. Okay. Sao mà nó rẻ dữ, bữa rồi mới có 47, 48 giờ hơn, có 44 triệu thôi. Xe mà mọi người thấy hơn 44 triệu thôi luôn, quá trời là 44 triệu rồi. Là khó thông minh, màu là màu đặc biệt, màu okay. Là màu giới màu hạn. Giới hạn luôn nha các bạn nha. Rồi, trời ơi là trời. Bây giờ bên Kiều không có nói gì nữa. Bây giờ cứ khóa thông minh, các bạn cứ lấy thả 44 triệu hết cho Kiều. Màu nào cũng được luôn. Màu nào cũng được, lấy màu nào cũng được. Trời hồi sốc đấy. Không biết làm sao. Cứ add 155 lấy khóa thông minh 44 triệu cho Kiều. Okay, lấy màu nào lấy nha các bạn nha. Màu nào cũng có, đảm bảo là màu nào cũng có. Nhưng mà các bạn riêng mà các bạn lên màu 3D nha, các bạn thêm cho Kiều 1 triệu nha. Okay, ví dụ như các bạn lên màu theo yêu cầu thì thêm cho Kiều 1 triệu nha, là 45 triệu ha. Nhưng mà đặc biệt anh quan tâm là ví dụ như 44 thì mình có bao nhiêu tiền là mình mua được nè. Khi mà các bạn mua góp ra chỉ cần đưa trước cho bên Kiều khoảng tầm 2 triệu tới 3 triệu thôi là lấy xe về được liền nha. Chỉ cần okay. Chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân thôi, không có gì đơn giản bằng. Chắc nha. Chắc là chắc. Okay. Cứ lên liên hệ Kiều 100% luôn. Tay vào, nhắn tin qua Zalo số điện thoại để tiếp bên trên ngay. Giá này Kiều sẽ hỗ trợ đang chạy chương trình nha bạn nha. Ví dụ như tranh thủ mua sớm nha, để vậy bữa đó hết chương trình là không còn để mua luôn nha các bạn nha. Còn ví dụ như anh chị nào nhắn tin cho Kiều lúc trước thì Kiều vẫn giữ cái giá chương trình này cho các bạn nha. Rồi. Okay. Rồi. Này, cứ màu zin là cứ 44 triệu khóa thông minh nha. Còn đặc biệt khóa thường nè. Khóa thường mới đặc biệt nè, khóa thường chỉ có 41 triệu thôi. 41 triệu thôi. 41 triệu thôi là các bạn chọn màu đi. Kiều sắc quá mọi người ơi. Thì lâu lâu Kiều quay lại là Kiều phải làm cái gì đó rồ lên, rồ phai lên nha các bạn nha. Cứ 41 triệu, F155 khóa thường 41 triệu nha. Còn okay. Màu thì tùy chọn. Còn khoan nha, nhưng mà màu 3D còn thì các bạn yêu cầu lên màu thì hãy thêm 1 triệu nha các bạn okay. Nha. Rồi, màu okay. Nào thì anh em thích lên thì cứ nhắn tin qua cho Kiều. Mua góp được trước 2-3 triệu lấy xe về cực kỳ đơn giản lắm nha. Bên cạnh nó thì có mệt kinh nè. Đây mở trên mẫu này cũng là best seller nha các bạn nha. Mẫu này là mẫu xanh ngọc nha, kèm thêm cặp mâm xanh với lại đường xanh nữa nha các bạn nha. Nói chung mà là màu này là 100% là riêng nha, chứ không có lên màu nha các bạn nha. Màu này có nhiều bạn không biết á, thì nhắn tin cho Kiều hỏi là màu này lên 3D như thế nào thì bên Kiều không có lên màu 3D nha. Màu này là màu zin của nhà máy sản xuất nha, bảo đảm không lên màu ha. Em này hiện tại bên Kiều chỉ có giá là 42 triệu cho cái em này thôi. 42 triệu em này ha. Và dòng này mua góp đi chứ khoảng tầm từ 2 tới 3 triệu luôn ha. Rồi. Và riêng về cái dòng ad 155 này, dòng ad là bên Kiều năm nay là chạy chương trình, là tháng là chạy chương trình sắp lắm luôn. Nè, cứ 150 này, bản này 150 màu zin, cứ 41 triệu muốn lấy màu nào lấy nha. 41 triệu muốn lấy màu nào lấy luôn ha. Rồi, ad 150 luôn nha. Và so với một ad 150 này thì cũng mua góp đi chứ khoảng tầm từ 2 tới 3 triệu thôi là nhận xe được nha. Trời, cực kỳ là okay. Đơn giản luôn ha các bạn ha. Đây, mà riêng cái màu này mở trên nè, các bạn lên màu AD nè thì thêm cho Kiều khoảng tầm 1 triệu nha. Em này sẽ dao động khoảng tầm từ 43 triệu cho các em này nha. Tại vì bên lên màu, thêm màu là cứ thêm 1 triệu. Rồi, Sonic đi em. Rồi, Sonic nữa, Sonic này cũng giảm giá luôn, quá trời là giảm giá luôn. Em này hiện tại Sonic bên Kiều chỉ có giá là 53 triệu cho các em này thôi nha. Cực kỳ là xuống giá luôn rồi, 53 triệu mà mua hết. Hiện tại là màu đỏ trắng nè, rồi đen rồi màu trắng đỏ là cũng... Bây giờ không phân biệt màu nữa, cứ màu riêng, cứ 53 triệu cho Kiều, cứ vậy đi. Đấy, nhanh còn... gọn lìa anh em, cứ 53 triệu lựa màu nào cứ được. Cứ mấy ông cứ lên cửa hàng là cứ cỡ nào Kiều cũng hốt, mới lên Kiều là cỡ nào Kiều cũng hốt nha. Rồi, nha. Okay. Rồi ok. Còn em GTR này nè, thì em GTR này thì giá bên Kiều là 52 triệu nha các bạn nha. GTR và đủ màu nha, có màu đỏ, đỏ bóng, đen bóng, màu nào cũng có nha các bạn nha. Cứ lên cửa hàng thì nhắn tin cho Kiều sẽ gửi màu qua nha. Và đặc biệt kiếm hàng cho các bạn nha, tại vì bên Kiều rất là nhiều kho luôn. Winner V3 đi em. Winner V3 ha. Pinner V3 hiện tại là tất cả các màu zin mà
bảng CBS thì bên Kiều chỉ có giá là 32.500 thôi, còn bảng ABS thì là 35.500 nha. C. C. Này bên Kiều lên màu nè. Nha, ở đây là màu độ. Màu zin nha, còn cái này là màu độ nha các bạn nha. Rồi, màu độ này hiện tại bên Kiều đang độ, những cái màu nào khách hàng yêu cầu là bên Kiều mới độ nha các bạn nha. Còn đa số các bạn thấy lên là cứ bạn coi được clip này, clip sau là không còn thấy màu nữa tại vì khách hàng lấy hết rồi nha. Mẫu này, màu đỏ độ đây. Bảng C nè. Giá em này lên màu 1 triệu đó là giá em này là 33.500 cho cái em này hơi lên màu độ ha. Và em này cũng vậy luôn, 33.500 là bảng CBS nha. Còn ví dụ như các bạn lấy ABS mà các bạn lên màu độ á thì giá sẽ là 36.500 nha, tại vì màu zin nó đã là 35.500 rồi nha. Em như em này. Em này lên từ bảng ABS nè. Giá em này là 36.500 cho các em này nha. Và mua winner đặc biệt cực kỳ đơn giản luôn, đưa trước khoảng tầm từ 2 tới 3 triệu thôi là gấp được. Okay. Còn ví dụ như bạn nào để các bạn gấp đưa trước cho Kiều cũng khoảng tầm 10 triệu nha. Các bạn 10 triệu là nhận cà phê gấp. À, đa sẵn có sa chia này không? Đây, sa chia. Sa chia nha. Bây giờ Kiều nói nha, sa chia là sa chia nhập nha. Sa chia nhập hiện tại là bên Kiều có giá là 52 triệu nha. Còn ví dụ như sa chia Việt hiện tại là bên Kiều chỉ có giá là 41 triệu thôi nha các bạn nha. Okay. Cực kỳ là rẻ luôn. Vision này không? Nè, các bạn thấy không, Vision là bên Kiều lên là lên màu không giới hạn luôn. Cái khách thích màu nào lên sẵn màu đó, cứ lên cửa hàng là lấy thôi các bạn. Thì nha. Thì em cứ báo tổng là Vision thấp Vision nhất và tăng cao nhất cho anh đi. Vision giá sẽ dao động khoảng tầm từ 30 triệu cho tới 36 triệu nha các bạn nha, cho tất cả các phiên bản và các màu luôn. Nên còn là mua trả góp thì sao? Mua góp đi trước khoảng tầm cỡ 2 triệu lấy xe được rồi, cực kỳ đơn giản luôn. 2 triệu lấy xe luôn. Đưa trước 2 triệu là lên. Còn ví dụ như thôi. Mua màu đồ cũng trả 2 triệu luôn. Cũng 2 triệu luôn, cứ việc lên cửa hàng cỡ nào Kiều cũng hốt cho các bạn nha. Rồi. Okay. Quá trời là màu luôn. AB luôn đi. Nè. AB 125 thì giá sao? AB 125 thì bên Kiều chỉ có giá 39 triệu thôi. Và 150 thì là giá sẽ là 53 triệu thôi nha các bạn nha, cực kỳ là rẻ luôn. 125 mà 59 mà. Không, 125 là 39. À 39 đúng okay. Rồi. Còn 150 là 53 triệu nha. Còn rồi. 160 bên Kiều chỉ còn một bản đặc biệt duy nhất là 58 triệu thôi nha. Còn hiện tại là bên Kiều sẽ giảm cho các em đó là thêm 2 triệu nữa là còn 56 triệu nha các bạn nha. Ok. Rồi. Đó là giá xe của tất cả các dòng mình báo nhanh ha. Anh em nào mua thì nhắn tin qua Zalo đi. Kiều đang có chương trình ưu đãi rất là nhiều cho anh chị và bạn luôn. Cảm ơn chị và bạn đã xem clip và mọi người xem nhớ like chia sẻ nha. Xin chào ạ. Chào các bạn rất nhiều.